À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình mua đồ chơi về cho đó chơi các bạn này. Nó có liên kêu á, để xem đó khám phá những đồ chơi này như thế nào. Con chó đấy rồi, cắn khẳng đây này. Đó, đây đây đây. Có gì đâu mà sờ con này. Con vịt này. Đứng cắn. Đứng, nó bóp đấy. Tao cầm bóp như này này. À, có gì bóp này không? Cứ cắn cắn nó sao này. Con gà, gà. Nó bóp này mày bay ra, mày bay ra này này. Con cầm như này này. Con cầm bóp này, nhìn mẹ này, cầm này. Đứng, đứng có cắn cái miệng của nó. Cầm bóp này. Cơm bóp. Mày con này cứng khó bóp, con này cứng khó bóp. Đây ba con này dễ mềm. Không bóp mà lại nhai 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 nhai. Con này không kéo được đâu con, chỉ có con này mới kéo được thôi. Làm con này kéo này. Đấy, con đừng con phá mất cái con là không không kéo được. Biết chơi đồ chơi này không? Con cá, con cá, con cá, con cá. Đây này. Đây này, cho con chơi bên này này. Ồ, cái này đó làm mất cái ấy rồi. Đó làm mất cái thổi đó rồi. Chết mất rồi đó ơi. Nè, cho con cầm này con thổi này. Đó. Đó. Này cái đấy không cần không ấy được đâu này, con làm con này nó mới kêu này. Đừng có phật con, đừng có làm cái này nó hư cái này. Rồi mẹ, đừng có làm kèn nó hư đấy. Con nào cũng kêu được hết. Con gà này. Mày lại đưa cho toàn nha. Chào.